Chào mừng các bạn đã đến với Way to Weird Movie. Và giờ ta lại tiếp tục với hành trình cùng hai vị báo thiên thần và báo ác quỷ trên hành trình bảo vệ tổng lãnh thiên thần Gabriel. Để hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì mọi người hãy xem phần 1 của chúng tôi trước nhé. Và không để mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Câu chuyện lại tiếp tục với cô nàng pha cà phê của quán Give Me Coffee or Give Me Death. Không khó để mọi người thấy được mối quan hệ với người yêu Lindsay không mang đến niềm vui nào cho Nina cả. Ngay lúc đó, mọi người cũng thấy một người mặc trang phục màu trắng phau đến tiệm sách của ngài Fell. Người này tự nhận bản thân là một cảnh sát con người và cũng mừng rỡ biết bao khi ông chủ tiệm sách cũng nhận ra mình là một cảnh sát con người. Vị đây nhìn tiệm sách của Aziraphale một cách đầy hoang mang, nhìn tách trà mà Aziraphale đưa một cách hoang mang hơn và chuyển sang khó chịu khi thấy Aziraphale uống trà, một tạp chất dơ bẩn của con người khiến các thiên thần bị ô uế cơ thể. Crowley lúc này cũng xách những cái cây vào tiệm sách, chính là những cái cây mà trước đó vốn ở trên xe của hắn, và chào đón vị cảnh sát con người bằng những câu hỏi về kiến thức cơ bản của con người. Cả hai đều ngầm công nhận với nhau về việc vị thiên thần kia hiện đang nhận công việc trông chừng Aziraphale sau sự việc hai người tạo nên phép màu ngày hôm trước. Crowley định bàn với vị thiên thần về kế hoạch khiến Nina và Maggie hôn nhau cái chóc cho xong chuyện. Nhưng trong đầu Aziraphale chỉ nghĩ đến việc chiếc xe của cả hai để đi tìm manh mối về việc Gabriel mất trí nhớ. Tất nhiên là Crowley đành nhượng bộ, nhận việc trong tiệm sách bao gồm cả Jim và đánh lừa vị cảnh sát viên con người rằng con người cần vài ngày để biết được họ có yêu nhau hay không. Và tất nhiên là vị cảnh sát con người tin răm rắp. Để rồi, Aziraphale lên chiếc Bentley yên tâm lái xe đến Edinburgh tại Scotland. Nói về Edinburgh, đây không phải là lần đầu tiên vị thiên thần đến đây. Lần gần nhất khi Aziraphale đến nơi này là vào năm 1827, vô tình gặp Crowley. Và gã ác quỷ cứ nằng nặc rủ ngài thiên thần đến một nghĩa trang vào nửa đêm để ông thấy một thứ. Chính là bức tượng của vị tổng lãnh thiên thần Gabriel. Và khi họ đang tám chuyện thì ở gần đó cũng vang lên tiếng xẻng đào đất đến từ một cô gái trộm mộ. Hãy xem phim nếu bạn muốn nghe David Tennant nói về phương ngũ Scotland. Với cương vị là một ác quỷ, tất nhiên là Crowley mê mẩn mấy vụ trộm xác này và xắn tay áo giúp cô gái đem xác vào thùng để đem đi bán. Và với cương vị là một thiên thần, Aziraphale phải giúp cô gái nhận ra sự sai trái tội lỗi trong hành động của mình. Nhưng ông càng giải thích, Elspeth lại không thèm nghe. Cô dẫn hai vị ác quỷ, thiên thần đến một con hẻm nhỏ, nơi người bạn Mora của cô đang trùm một chiếc áo khoác co rúm trong cái lạnh và đói. Với Elspeth, cô muốn người bạn của mình được ngủ trong một căn phòng trọ tốt hơn, với cái bụng được no đủ. Còn với Morag, cô muốn người bạn của mình được an toàn, tránh xa giá treo cổ và hy vọng rằng cô sẽ không phải xuống địa ngục sau khi chết mà thôi. Cơ mà Elspeth nào chịu nghe những lời đó của Morag và càng không để mấy lời giảng giải đạo đức của Aziraphale lọt tai. Vị thiên thần tin rằng bản thân là tượng trưng cho cái thiện, còn ác quỷ Crowley tượng trưng cho cái ác. Họ không thể lại ngược lại phe của mình. Nhưng Elspeth là con người và cô có quyền lựa chọn được làm người tốt cũng như là có những hành động xấu xa. Crowley bảo rằng việc lựa chọn đó công bằng thật, nhưng chỉ khi con người có chung một xuất thân mà thôi. Bởi những kẻ lay lắt nơi vỉa hè thì làm gì có khả năng được lựa chọn cuộc sống như những người sống trong lâu đài. Cơ mà vị thiên thần vặt lại rằng những người có xuất phát điểm càng thấp, càng phải bươn trải trong khó khăn thì càng có nhiều cơ hội tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Những hồi ức đó của Aziraphale ngừng lại khi Crowley gọi điện qua bộ đàm trên xe rằng gã đang cảm nhận được những điều mà vị thiên thần đang làm với cái xe của hắn. À nhầm, của họ, hoặc chính là chiếc xe đang chiều vị thiên thần như thế nào đấy. Rằng ông đang chạy xe dưới tốc độ cho phép. Chiếc xe cũng đừng có hỏng mà chơi nhạc cổ điển hay có kẹo ăn dọc đường, thậm chí là có màu vàng. Hắn đe dọa sẽ bán, thậm chí là cho không những cuốn sách mà Aziraphale có. Và chiếc xe như hiểu được nỗi sợ của Aziraphale liền lập tức phóng nhanh và đổi lại màu đen vốn có để đến Edinburgh. Dưới địa ngục vẫn chưa có ác quỷ nào tìm được tí tẹo thông tin nào về kẻ thù đáng nguyền rủa Gabriel cả. Chúa tể địa ngục Beelzebub tất nhiên là không hài lòng về điều này. Nhưng lạ là, y vẫn mở lời hỏi những kẻ đầy tớ, muốn nghe một lời khen hay không. Cơ mà phản ứng mừng rỡ nhiều lời của tên quỷ làm Beelzebub đổi ý ngay lập tức. Còn ở trái đất hay tiệm sách thì Jim đang học hỏi về những điều tự nhiên tại trái đất như tại sao những cuốn sách lại rơi xuống và trọng lực là gì, tại sao nó chỉ khiến cho những cuốn sách rơi xuống còn con ruồi trong tiệm sách thì lại rơi lên. Là ác quỷ từng dụ dỗ con người tiếp cận trái tri thức, Crowley rất thoải mái với việc ham học hỏi và quan sát của Jim và cũng cố trả lời anh bằng những kiến thức hắn biết. Nhưng lúc này đó không phải là điều quan trọng nhất, bởi hắn đang chờ đợi để Maggie và Nina cùng xuất hiện dưới mái hiên tiệm cà phê, và khi ấy Crowley sẽ làm một cơn mưa khiến cho họ cùng nấp dưới hiên nhà và hôn nhau. Thì tại trong phim nó thế. Câu chuyện lại quay về năm 1827. Khi này, cô gái Elspeth đưa cái xác đến chỗ vị nhà phẫu thuật Dalrymple của Đại học Phẫu thuật Hoàng gia.
bên trong căn phòng của ông là đầy những bộ phận cơ thể con người được phân loại thành nhiều bình chứa riêng. Lúc này đây, vị bác sĩ vẫn đang loay hoay dọn xác chết và lau bàn tay còn dính máu của mình. Crowley, trong sự thích thú với con người đang nghiên cứu về cơ thể xác chết này, đã gợi ý nhà phẫu thuật rửa tay. Các công cuộc giải phẫu cơ thể con người đã có từ rất rất lâu trong nền văn minh của con người. Khi người Ai Cập từ nghìn năm trước công nguyên đã biết rõ về cấu tạo của con người để biết cách ướp xác. Tuy nhiên, để đưa giải phẫu lên thành một phần của y học là phẫu thuật thì vẫn cần một hành trình dài. Không tính đến những việc nghiên cứu về xác chết thì những quy trình an toàn trong ngành y học cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian dài để phát triển. Cho đến nửa đầu thế kỷ 19, khi khái niệm vi khuẩn vẫn chưa được biết tới và thuyết chướng khí vẫn được lưu hành rằng các vi khuẩn gây bệnh thông qua mùi hôi trong không khí, mùi tử thi thối rữa, nước thải hay thảm thực vật, các bác sĩ, y tá vẫn không hề có khái niệm về việc giữ vệ sinh hay thậm chí là rửa tay sau khi hành nghề. Do đó, việc một vị bác sĩ ngay phút trước đang mổ thi thể người chết để nghiên cứu thì ngay phút sau đã đỡ đẻ em bé là chuyện thường. Vào năm 1827, một vị bác sĩ người Hungary là Ignác Semmelweis đã lên ý tưởng rửa tay và sát trùng các dụng cụ y tế sau khi mổ tử thi. Điều này đã giúp cho những người mẹ bầu không bị chết vì nhiễm khuẩn sau khi sinh con nhưng lại vấp phải những chống đối của giới y học. Rốt cuộc, con người đi trước thời đại này đã bị tẩy chay bởi giới y học, mất việc và qua đời vào năm 44 tuổi trong một bệnh viện tâm thần. Nhưng đó là chuyện về sau này. Và lúc này là năm 1827 và nhà giải phẫu Dalrymple vẫn không hiểu ý vị bác sĩ đeo kính bên cạnh gợi ý mình rửa tay làm gì. Còn quý ngài Aziraphale thì có phần sợ hãi về những phần thi thể bị cắt xẻ tội nghiệp này. Ông quyết tâm biến phần thi thể mà cô gái Elspeth đã đào không thể bán được và biến nó trở thành một thùng xúc thịt. Tất nhiên là Elspeth cũng ngờ ngợ là Aziraphale đã làm gì đó, nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được và vì cũng chẳng thể kiếm được đồng nào từ đống thịt đó, nên cô đã bỏ đi. Ở lại với nhà phẫu thuật Dalrymple, Aziraphale muốn tìm cách khuyên nhủ ông bỏ đi công việc chặt xác này, vì chỉ khi cắt được nguồn cầu thì nguồn cung mới biến mất được, và Crowley thì cứ nghe theo vị thiên thần thôi. Họ tự nhận là những vị bác sĩ và ngồi nói chuyện với ông Dalrymple. Quý ông chặt xác đây là một trong những người giáo viên của trường đại học về giải phẫu và sinh lý học. Ông không thích việc trộm mộ, nhưng làm gì có đủ cái giết người để tạo ra những cái xác tươi rói, và nhà phẫu thuật cũng hy sinh tính mạng mình lên dàn treo cổ để đi trộm mộ thay vì thuê những người cần tiền để ông có thể chuyên tâm nghiên cứu tử thi. Xong, ông Dalrymple cho hai vị thiên thần và ác quỷ xem một bình thuốc có chứa một mảnh thịt. Đó là một khối u từ một đứa trẻ 7 tuổi đã chết. Đó là lý do vị nhà phẫu thuật phải mổ xác. Ông cần mổ xẻ tử thi để nghiên cứu, để giúp những con người tội nghiệp ngoài kia chống lại bệnh tật. Ông có thể được phong tước hiệp sĩ vì thành công cứu người hoặc bị xem là một kẻ đào mộ để rồi bị treo cổ. Crowley nốc thêm rượu khi nghe vị nhà phẫu thuật giải thích, còn Aziraphale thì đau lòng ôm lấy những phần còn lại của đứa trẻ kia vào người. Quay lại ở thời điểm hiện tại, Aziraphale đã đến Edinburgh, ngay quán rượu kẻ đào mộ. Một cái tên thật là mỉa mai, khi một mặt chiếc bảng tên có hình của đấng cứu thế, còn mặt sau là hình của một kẻ chặt tử thi. Trong quán rượu đó thực sự có chiếc máy hát, phát lặp đi lặp lại một bài hát thật, và khi Aziraphale cho ông chủ quán xem hình của Gabriel, thì ông nhớ ra ngay là người đàn ông này đã ở trong quán ngay ngày chiếc máy hát gặp vấn đề và Gabriel không hề đi một mình. Theo ông chủ quán thì có lẽ ông ấy đã đi chung với một thành viên của hội Tam Điểm, một trong những hội kín quyền lực bí ẩn và nguy hiểm nhất thế giới. Mà vô tình là cũng có một phòng họp mặt kế bên quán rượu. Và câu hỏi là Gabriel đã đi chung với một thành viên của hội kín đó làm gì? Và thành viên đó là ai? Aziraphale cũng đành chịu. Ông ra ngoài, lấy một tờ giấy giới thiệu quán rượu và giờ đây mới nhận ra hình ảnh quen thuộc trên bảng tên của quán. Trở lại bối cảnh năm 1827, lúc này Aziraphale đã đổi ý và hào hứng giúp đỡ Elspeth đào mộ thêm lần nữa vì càng có thêm những cái xác bị đào trộm, càng có nhiều người đau khổ được cứu giúp. Morag cũng đành giúp người bạn của mình, dù bản thân cô cũng không an lòng khi những người chết không được chết đi trong bình yên. Tại nghĩa địa, họ đã tìm được một phần mộ mới chôn. Còn Aziraphale và Crowley thì thấy được một thiết bị an ninh tại nơi nghĩa địa, thứ chỉ dành cho người giàu, còn người nghèo khi chết đi thì chỉ có thể chịu việc bị đào trộm mộ. Đào đất xong, Elspeth mở quan tài. Morag khiếp đảm về xác người chết, lùi lại và thiết bị an ninh kia bắt đầu nã đạn vào người. Cô gái chết ngay sau đó và Elspeth không còn cách nào khác hơn là đưa xác bạn mình đến chỗ ông Dalrymple. Để rồi trong lúc nhận tiền, cô gái đã lấy đi một lọ cồn thuốc phiện, một loại thuốc giảm đau khi dùng với liều lượng nhỏ và là một loại chất độc nếu tu một lần với liều lượng lớn và nhận tiền từ nhà phẫu thuật. Elspeth quay lại với nghĩa địa, lúc này có cả Aziraphale và Crowley đi cùng để chia buồn với cô. Nhưng chia buồn đã được gì, Elspeth đã mua cho mình một chai rượu vàng pha với cồn thuốc phiện để có thể nâng ly và đoàn tụ với người bạn gái của mình.
Cô cũng để lại những đồng tiền dư cho Aziraphale và Curly để họ có thể chôn cất Elspeth ở một nơi nào đó mà cơ thể của cô sẽ không bao giờ bị đào lên bởi người khác. Nhưng khi Elspeth không để ý, Crowley đã nốc cạn ly rượu độc của cô và quắc cần câu ngay lập tức. Gã nhảy tung tăng giả tiếng dê, hát quốc ca Scotland trước khi nó được sáng tác, yêu cầu Aziraphale thuyết phục Elspeth rằng nghèo khổ thật tuyệt vời và đáng sống lắm, lẹ lẹ lên. Rồi hắn còn biến mình thành nhỏ xíu và sau đó là hóa khổng lồ. Những điều này có kỳ cục khó tin không? Đúng vậy đấy. Crowley chỉ vào Elspeth, cấm cô được tự sát thêm lần nào nữa, rồi yêu cầu Aziraphale đưa cho cô tất cả số tiền ông có để cô có thể sống tiếp, trước khi Elspeth bị treo cổ hay tự tử theo một cách nào khác. Và lúc này, vị thiên thần đã có một lượng tiền ngang với cả một gia tài. Gã ác quỷ cũng dặn dò cô gái hãy dùng số tiền đó mà mua một nông trại để sống tốt và đừng chỉ giả vờ là tốt mà hãy thực sự tốt. Giờ thì cầm tiền mà lượn đi. Xin nhắc cho mọi người nhớ, Crowley vẫn là một ác quỷ, chỉ là bây giờ hắn đang phê cồn và sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì mà hắn đã làm đâu. Nên đừng có mà bảo Crowley tốt bụng. Cơ mà địa ngục thì làm gì ngay lý do lý chấu về việc Crowley để sống một người đang chuẩn bị tự sát, nên đã kéo hắn xuống dưới ngay lập tức. Và đó là lần cuối Aziraphale gặp gỡ Crowley trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Còn ở hiện tại, thông qua tờ giấy giới thiệu, Aziraphale được biết rằng sau khi hai vị thiên thần ác quỷ rời đi, nhà phẫu thuật Dalrymple cũng đã rời khỏi Innsbruck trong sự nhục nhã, để rồi tự sát, rồi mọi người lấy tên của ông để đặt tên cho một quán rượu. Người đàn ông đó đã rời đi vì bị mọi người hay tin ông mua tử thi, hay vì Dalrymple đã sẵn các nhà phẫu thuật khác rửa tay. Chẳng ai biết được. Lúc này tại London, Crowley đã bắt gặp Maggie và Nina đã đứng cạnh nhau. Hắn lập tức cho trời chuyển mây đen, rồi đổ mưa, và theo đúng như ý định của gã, hai cô gái đã đứng dưới mái hiên và trò chuyện về lần họ bị nhốt trong quán. Họ nhìn vào mắt nhau, nhận ra họ đã hiểu lầm nhau, và liệu họ có nhận ra mình dành cho nhau. Không, vì mái hiên đã bị rách và đổ nước lên hai người cô gái, làm họ chạy ráo riết đi nơi khác, cũng như khiến cho kế hoạch của Crowley đi bụi. Nhưng hắn lại nhận được một điều không ngờ tới, khi đôi mắt của Jim lại đổi màu và những lời bất khả tư nghị lại được thốt ra. There will come a tempest, and darkness, and great storms, and the dead will leave their graves and walk the earth once more. And there will be great lamentations. Every day it's getting closer. Rồi Jim lại trở về như cũ. Lúc này có tiếng gõ cửa, đó là Sax. Cô biết Aziraphale và Crowley đang giấu giếm gì đó, có thể là Gabriel trong tiệm sách. Nhưng ác quỷ không thể bước vào một ngôi nhà mà không có sự cho phép. Và Crowley biết rõ điều này. Và dù cố gắng giấu giếm thế nào đi chăng nữa, dù Sax không nhận ra Jim là Gabriel, thì cô vẫn lờ mờ rằng Aziraphale không hề có trong tiệm sách. Và thế là quá đủ. Tất nhiên là Crowley sẽ không bao giờ để thiên thần vướng phải rắc rối, nhưng hắn cũng đã biết rằng khi bản thân nhận ra được vấn đề thì bao giờ đó cũng là lúc quá muộn. Nói về thiên thần thì lúc này ông đang lái xe đêm quay về London gấp. Trong màn sương, ông thấy một người phụ nữ giơ tay xin quà giang, nhưng ông đành chạy qua cô vì đang đi gấp. Và rồi ông thấy một người xin quà giang nữa, rồi người nữa, rồi người nữa, cho đến khi người đó đứng chặn lại xe của ông để xin được quà giang. Và với câu hỏi trực tiếp này, làm sao vị thiên thần có thể từ chối? Ông cho phép quý cô lên xe của mình hay của ông và Crowley, và đó là đủ cho một ác quỷ. Sax tự giới thiệu rồi hỏi Crowley có đang che giấu Gabriel hay không, và tại sao gã lại mạo hiểm vì Aziraphale đến thế, trong khi ông còn chẳng phải gu của hắn. Bà ta bảo rằng vào 80 cho đến 90 năm trước đã từng nghe tin đồn Aziraphale và Crowley là một cặp, và tội nghiệp Furfur làm sao khi tên ác quỷ đó đã từng nghĩ rằng vị thiên thần có thể là chiếc vé giúp hắn lên đời. Aziraphale đã quá mệt mỏi với những lời của Sax nên tức giận bảo cô rằng ông không biết vị thiên thần Gabriel kia ở đâu, ông còn không biết đó là ai nữa cơ mà. Nhưng Sax đã nắm bắt được điều gì đó và xin xuống xe, khiến Aziraphale bối rối rằng sao mà ông đã nói cho bà biết Gabriel ở đâu được. Và Sax trả lời rằng ông chưa nói nhưng cũng vừa nói ra rồi. Và có lẽ bạn đang tự hỏi người tên Furfur mà Sax nhắc đến là ai. Thì bây giờ ta hãy đến với London năm 1941, khi Crowley giải cứu Aziraphale khỏi ba tên phát xít trong nhà thờ bằng một quả bom, tất nhiên là bằng chút nhiệm màu quỷ quái của hắn. Và trong vụ đó, ba kẻ phát xít kia đều phải xuống địa ngục, không có gì đáng phải ngạc nhiên. Khi ấy, Furfur và Sax là những người công chứng cho các linh hồn tội lỗi đến chỗ hình phạt của họ. Đó là một công việc chẳng tốt đẹp hay ho gì mấy, kể cả với tiêu chuẩn của địa ngục. Sax và Furfur cùng bắt tay nhau rằng nếu Furfur có tin gì hay như một ác quỷ làm việc tốt thì hãy cho bà ta biết, và bà ta sẽ đưa ông tới gặp hội đồng bóng tối. Họ có thể giúp nhau, hai bên cùng có lợi.
Và khi ấy, Crowley đang chở Aziraphale khỏi con phố bốc lửa về tiệm sách của mình. Và vị thiên thần, trong sự hạnh phúc, khi Crowley đã bảo vệ những cuốn sách quý giá của mình, ông đã mong muốn được giúp đỡ Crowley ngược lại. Nhưng gã chẳng để tâm. Bây giờ Crowley đang trên đường vận chuyển rượu ở chợ đen. Thực chất, khác với Thế chiến thứ nhất, nước Anh vào Thế chiến thứ hai thì không hề cấm rượu bia. Nhưng mặt hàng này vẫn bị đẩy giá để đóng vào tiền thuế của đất nước. Và với 40 chai whisky với 80% nồng độ cồn thì đúng là chỉ có ác quỷ mới đem buôn ở chợ đen được. Tuy nhiên, do đậu xe ngay ngoài nhà thờ bị bom rơi trúng, những chai whisky quý giá đã vỡ nát hết, khiến cho các vũ công không thể nào lên trình diễn trong tình trạng lạnh thấu xương được. Đó chưa kể là vị ảo thuật gia trình diễn vào tối hôm đó tại nhà hát đã bị bắt vì tội đào ngũ. Và điều này khiến cho Aziraphale lên tiếng rằng ông mong muốn được giúp đỡ người bạn Crowley của mình, khi chính vị thiên thần cũng biết chút đỉnh về món nghề ảo thuật gia. Lúc đó, dưới địa ngục, Ferfer đã quay trở lại với công việc và trước mắt gã là ba vị phát xít trong nhà thờ. Họ đều không chấp nhận việc mình đang ở địa ngục và cái chết của họ là do tên Crowley gây ra cùng với gã bán sách tên Fell bên trong một nhà thờ, tức trong vùng đất thánh. Tất nhiên là những chi tiết này đã đánh động Ferfer và hắn đã ban cho ba kẻ phát xít một đặc ân. Họ được quay lại thế gian trong 24 tiếng để giúp Ferfer tìm hiểu về tên Crowley và ông Fell, người có vẻ là một vị thiên thần. Và nếu như hai người họ không chỉ giao du mà còn tích cực cộng tác với nhau, thì đó sẽ là tấm vé cho ba người họ thoát khỏi sự đày đọa của địa ngục. Và hắn, Ferfer, sẽ được thăng quan tiến chức. Thậm chí, hắn còn được cấp một thẻ chặn phép màu để đề phòng Aziraphale tấn công bằng màu nhiệm của thiên đường. Còn nếu không thích lựa chọn này, ba người họ sẽ bị một con nhện khổng lồ nhai đầu, chui qua bộ phận tiêu hóa của nó, thành phân phụt ra ngoài, tái tạo thành con ruồi đầu phát xít, rồi lặp đi lặp lại quá trình đó đến vĩnh viễn. Tất nhiên là lựa chọn thứ hai này nghe không khôn ngoan cho lắm, nên thế là trái đất từ đó đã xuất hiện ba kẻ thây ma phát xít. Họ không vận động tốt cho lắm và hơi khát máu một xí, nên sẽ cần ăn não người để có thể giảm cơn khát này. Tin tốt là việc trở thành thây ma này sẽ không lây lan nếu mọi người có thắc mắc. Lúc này, Aziraphale và Crowley đã trở về tiệm sách và vị thiên thần rất hào hứng về việc biểu diễn ảo thuật tại nhà hát West End. Ông khoe với bạn của mình, tức Crowley, về cuốn Ảo thuật hiện đại, một trong những cuốn sách giáo khoa vỡ lòng về ảo thuật của giáo sư Hoffman, hay có tên thật là Angelo John Lewis, chính là vị ảo thuật gia tầm cỡ có ảnh hưởng bậc nhất trong thời kỳ hiện đại, với chữ ký đặc biệt dành cho ông Fell như một học viên tuyệt vời của vị giáo sư. Như đã nói, cuốn sách Ảo thuật hiện đại của ông là một trong những cuốn sách giáo khoa tuyệt vời nhất trong giới ảo thuật gia, được xuất bản vào năm 1876. Và vì đây là năm 1941, tức là đã 65 năm từ khi các kiến thức ảo thuật này được truyền bá rộng rãi, nên chắc chắn đây không phải vấn đề gì lớn lao. Crowley tất nhiên là ủng hộ vị thiên thần hết mình, nhưng thành thật mà nói, những mánh khóe này đã có tuổi hơn nửa thế kỷ rồi, nên họ cùng nhau đi đến cửa hàng bán đồ dùng ảo thuật để mua các dụng cụ đời mới nhất. Liệu Aziraphale sẽ chọn một chiếc hộp ảo thuật, hay những chiếc vòng màu nhiệm, hay những sợi dây phép thuật? Không, ông chọn một khẩu súng. Vì dù sao, vị thiên thần cũng đã sở hữu một khẩu súng lục được giấu trong một cuốn sách rỗng trong tiệm sách, đề phòng phải ẩu đả rồi, nên thêm một khẩu nữa thì cũng có sao. Vị chủ cửa hàng nói hết lời khuyên ngăn rằng đã có 12 người bỏ mạng khi biểu diễn trò này, và người biểu diễn cần một người mà họ tin tưởng đến mức có thể giao tính mạng, để người biểu diễn ngậm trước một viên đạn trong miệng, còn người trợ thủ bắn ngang mặt họ. Chỉ một sơ suất là người biểu diễn sẽ xanh cỏ. Aziraphale quay sang Crowley ngay để nhờ vị ác quỷ giúp đỡ. Dù sao, gã cũng là ác quỷ, nên Aziraphale tin tưởng thực tình rằng hắn đã bắn súng nhiều lần rồi. Và liệu Crowley đã từng đụng tay đến cây súng nào chưa? Cái này có lẽ là chuyện riêng tư rồi, nhưng tên ác quỷ cũng đã phải nhượng bộ vị thiên thần với điều kiện họ sẽ dùng phép màu để đảm bảo an toàn. Tất nhiên là cơ thể vật chất mà họ có là nhờ thiên đường và địa ngục cấp cho, nhưng không có nghĩa là chúng hoàn toàn không thể hư hại. Và nếu chúng bị hư hại, thì những giấy tờ sau đó sẽ không hề đơn giản là nhiều đâu. Việc Aziraphale và Crowley bắt tay nhau đã là đủ để ba vị thây ma triệu hồi Ferfer và trông chờ màn kịch vui rồi. Cơ mà trước đó, họ đợi Aziraphale và Crowley đi khỏi để thỏa cơn khát máu của mình cái đã. Đến với nhà hát West End ngày hôm đó, khi Aziraphale bước ra sân khấu, Ferfer và những thây ma đã hoàn toàn chặn đi phép màu. Crowley và Aziraphale không khó để nhận ra những phép màu họ tạo nên đều bỗng chốc vô hiệu. Vị thiên thần thất bại liên tiếp trong những tiết mục của mình và tên ác quỷ liền gấp rút đọc một tờ giấy hướng dẫn thực hiện trò ảo thuật ngay. Và thời khắc Aziraphale mời người lạ theo mình lên sân khấu cũng đến. Ngay khoảnh khắc vị thiên thần đưa cho gã ác quỷ khẩu súng, Ferfer đã chụp lại ảnh làm bằng chứng ngay. Nhưng trò vui vẫn chưa dừng lại ở đó, nên họ đã nán lại thêm.
Aziraphale đưa viên đạn thực cho Crowley và dặn gã nhắm vào miệng. Nhưng hãy bắn qua tai. Và Crowley trả lời bằng câu hỏi là nhét đạn vào ống súng á. Đến lúc này, vị thiên thần mới nhận ra tình huống nguy kịch của cả hai. Nhưng đạn cũng đã lên nòng, họ phải tiếp tục màn ảo thuật này. Nhưng khi cả hai người lo sợ nhất, tên ác quỷ đã nghiến răng và tay hắn run lên lầy bầy. Còn vị thiên thần đứng cứng người. Aziraphale đã thì thầm với Crowley rằng hãy tin tôi đi. Và gã đã làm đúng những lời đó. Một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua tay Aziraphale trong sự ngạc nhiên của cả hai người. Và vị thiên thần lộ ra một viên đạn khác ở trong kẽ răng của mình. Màn ảo thuật kết thúc thành công trong sự reo hò không ngớt của những khán giả lẫn sự không ngờ của người trong cuộc. Sau buổi biểu diễn, khi Aziraphale và Crowley vui vẻ tám chuyện trong phòng chờ, Furfur đã bước vào và chào hỏi gã ác quỷ như một đồng chí cũ trong thời trận chiến bất minh trên vùng đất thiên đường. Rằng Furfur đã đứng bên cạnh Crowley và tên thiên thần tóc đỏ từng nhảy tưng tưng trên lưng hắn như một con khỉ xiếc. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Furfur mời những xác sống phát xít vào phòng để chào hỏi hai kẻ tội đồ đã dám bắt tay với kẻ thù, rồi cho họ thấy bằng chứng là tấm ảnh khi hai người họ cùng ở trên sân khấu. Crowley xem nó rồi đưa cho Aziraphale. Vị thiên thần nhận lấy nó, khuôn mặt trầm tư một lát rồi mới trả lại cho Furfur. Tên ác quỷ sung sướng thông báo về một quân đoàn sẽ đến bắt Crowley vào ngày hôm sau và rồi cho phép ba tên xác sống tự do. Tất nhiên là sẽ khá khó khăn cho họ khi không thể trở lại cơ thể con người thực sự. Nhưng theo quy định về sự sống vĩnh hằng, làm thây ma trên trái đất là không thể rút lại, nên là bye bye. Ba thây ma đành chấp nhận hiện thực này và rời khỏi nhà hát. Và lúc này, Crowley mới thầm chấp nhận rằng mình sẽ tiêu tùng. Dưới địa ngục, Furfur hào hứng treo chiếc phong bì chứa tấm ảnh cho hội đồng bóng tối, trông chờ về việc được thăng chức ngay lập tức. Nhưng không, sẽ không có vụ thăng chức gì hết. Furfur ngạc nhiên kiểm tra chiếc phong bì và trong đó lại là tấm tờ rơi của nhà hát. Còn tấm ảnh thật đã bị Aziraphale đánh cháo vào lúc trước đó. Đó không phải mánh khóe gì khó. Và dù sao, vị thiên thần cũng là một học trò của giáo sư Hoffman cơ mà. Và ông có thể làm chuẩn lúc cần phải chuẩn. Cả hai đồng ý rằng họ sẽ không làm những trò ảo thuật như trò bắn súng nữa. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng Crowley sẽ luôn ở bên và giúp đỡ Aziraphale khi cần. Cả khi gã có thể bỏ đi hay thực sự xấu xa như tên ác quỷ mà Crowley vẫn luôn cố thể hiện. Nhưng gã từ chối, bảo rằng đó là vấn đề với những thiên thần như Aziraphale, rằng họ luôn nhìn thế giới với hai phân cực trắng và đen, tốt xấu rõ rệt. Đôi khi họ phải xóa mờ ranh giới đó. Aziraphale chấp nhận góc nhìn của Crowley và họ cùng nâng ly cho những sắc thái màu xám của thế giới này. Nhưng từ ngày hôm đó, Sax cũng đã lờ mờ về sự giả dối của Crowley. Và thời nay cũng thế, cô ta đi đến chỗ chúa tể địa ngục Beelzebub, thông báo về việc Gabriel đang ở trong tiệm sách của thú cưng của Crowley. Và trước sự ngạc nhiên của Sax, Beelzebub chỉ cảm ơn và không ra lệnh gì thêm, y cho rằng họ cần có kế hoạch. Nhưng Sax đã có kế hoạch rồi. Rằng cô ta sẽ dẫn đầu một đội quân ác quỷ vào tiệm sách, giết bất kỳ ai cản đường và bắt Gabriel về như một chiến lợi phẩm dâng lên Satan, chủ nhân của chúng. Và Beelzebub rất vui vẻ với việc đó. Quay trở về với trái đất, chiếc Bentley đã đưa Aziraphale về London và Crowley thì vui mừng khôn xiết khi thấy ông trở về an toàn. Bên cạnh đó, họ cũng đã bàn nhau về thành quả của mình. Aziraphale vẫn chưa đi đến thông tin cuối cùng, nhưng ông tin rằng mình đã đi đúng hướng, còn Crowley thì vẫn bảo vệ được chim an toàn, nhưng lại thất bại với việc khiến Nina phải lòng Maggie. Nên là giờ, nhiệm vụ mai mối đó trao lại cho vị thiên thần với bữa xã hội của ông thôi. Và Aziraphale hào hứng, bảo rằng đó rồi sẽ là một đêm đáng nhớ, chắc chắn là như thế. Và đó là câu chuyện tiếp theo của hai tập 3 và 4 của Good Omens mùa 2. Khá là nhiều thông tin đúng không? Mọi người ấn tượng với chi tiết nào của hai tập phim này? Hay muốn chúng tớ có những video phân tích riêng về series này thì hãy bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Còn bây giờ thì Way Too Weird, out.